Thưa quý vị, vào rạng sáng ngày 29 tháng 7, nhiều người lưu thông qua cầu Rạch Miễu đã chứng kiến các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Tiền Giang bao vây và trấn áp hàng chục đối tượng đi trên 6 xe du lịch. Vụ việc xảy ra vào lúc 1 giờ 20 phút trên cầu Rạch Miễu đoạn qua phường 6 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thấy lực lượng công an, nhiều người trên xe ô tô bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ cùng dân phòng vây bắt tại chỗ. Tại hiện trường, công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ hơn 30 đối tượng đi trên 5 xe du lịch 4 chỗ và 1 xe 7 chỗ. Qua khám xét 6 xe du lịch, công an tỉnh Tiền Giang đã thu giữ 4 khẩu súng, áo chống đạn, dao bấm, bình xịt hơi cay. Bước đầu, nhóm này khai nhận vừa đến một huyện ở Tiền Giang giải quyết mâu thuẫn, trên đường về Bến Tre thì bị vây bắt. Còn tại Thanh Hóa, trong lúc vợ dắt xe máy để lên công an xã, đối tượng Bùi Duy Khánh đã lấy một lọ axit rồi hất thẳng vào mặt vợ, làm chị bị thương ở vùng mặt và hai mắt phải đi cấp cứu. Đối tượng đã bị công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa tạm giữ về hành vi cố ý gây thương tích. Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm gia đình, mặc dù đã nhiều lần được công an xã Thành Mỹ và các cơ quan chức năng mời lên để giải quyết và tiến hành hòa giải, nhưng mâu thuẫn giữa Khánh và vợ vẫn không được giải quyết. Vào khoảng 19 giờ ngày 26 tháng 7, trong lúc vợ đang dắt xe máy để lên công an xã, thì Khánh đi vào trong buồng lấy một lọ axit rồi hất thẳng vào mặt người vợ, làm chị bị thương ở vùng mặt và hai mắt phải đi cấp cứu. Ngay sau đó, Khánh đã bị công an xã Thành Công bắt giữ. Theo thông tin từ bệnh viện, người vợ bị tổn thương nặng ở vùng mặt, cổ và hai mắt, có khả năng mù lòa vĩnh viễn. Vào ngày 28 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với 8 bị cáo cùng trú tại xã đảo Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn. Theo cáo trạng, vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 9 tháng 9 năm 2022, nhóm của Nguyễn Văn Dân thống nhất chung tiền mua thuốc lắc và ma túy của Nguyễn Trung Hiếu. Sau đó, cả nhóm đến quán karaoke ở xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn, thuê phòng hát và cùng nhau sử dụng ma túy. Vợ chồng Nguyễn Minh Đến là chủ quán karaoke này biết khách đến thuê để sử dụng ma túy nhưng vẫn chấp nhận. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Minh Đến sinh năm 1988, 7 năm tù giam. Phan Thị Thôm, vợ của Đến, 6 năm tù giam cùng về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng còn lại bị xử phạt từ 2 đến 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thưa quý vị, theo ghi nhận của Cục An toàn Giao thông, An toàn Thông tin, trong 6 tháng đầu năm, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn và các kịch bản khác nhau để dụ dỗ, lừa đảo người dân xa bẫy. Và mới đây, Trung tâm Giám sát An toàn Thông tin Mạng Quốc gia vừa đưa ra 5 dấu hiệu nhận biết lừa đảo trực tuyến mới phổ biến để người dân tự phòng tránh, không tham gia, không cung cấp thông tin. Thường xuyên nhận được các tin nhắn rác, anh Ngô Duy Đạt không chỉ thấy phiền phức mà còn thấy trong số các tin nhắn này chứa rất nhiều thông tin có dấu hiệu lừa đảo, dụ dỗ người dùng. Trong đó có những tin nhắn giả mạo yêu cầu mã OTP của các tài khoản mạng xã hội. Tin nhắn mà tôi thấy là nó có cái mất đánh mất tài khoản của mình nhiều nhất là cái tin nhắn về OTP. Đặc biệt hơn là khi mà họ gửi OTP, họ giả dạng là cái số lạ đó thì họ giả dạng là Facebook hoặc là Zalo hoặc một số các nền tảng mạng xã hội. Gắn kèm thêm đường link, khi mà nhấn vào đường link đó thì hàng loạt các cái tin nhắn có cái mã OTP đó gửi sang cái máy thứ ba. Theo Trung tâm Giám sát An toàn Thông tin Mạng Quốc gia, hình thức yêu cầu mã OTP là một trong 5 dấu hiệu nhận biết lừa đảo trực tuyến mới phổ biến. Cùng với đó là 4 hình thức gồm ưu đãi hấp dẫn, yêu cầu kết bạn bất ngờ, thanh toán bằng thẻ quà tặng hoặc tín dụng và chuyển tiền khẩn. Về hình thức chuyển tiền khẩn, thường thì các đối tượng lừa đảo thường đánh vào tâm lý lo sợ chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, yêu cầu chuyển tiền gấp vì người thân đang cần cấp cứu. Thứ hai đó là đánh vào lòng tham, là ưu đãi khủng 50-60%, số lượng có hạn, chỉ khuyến mại trong 1-2 giờ nên kích thích sự ham rẻ của người mua. Với hình thức ưu đãi hấp dẫn, các đối tượng sẽ mồi chài người dân bằng những ưu đãi thấp hơn nhiều so với giá thị trường hoặc không thể tưởng tượng được. Hình thức khác, người dân cũng cần phải cẩn trọng khi được yêu cầu thanh toán cho dịch vụ bằng thẻ quà tặng hoặc tín dụng mua sắm, hoặc khi nhận được những lời mời kết bạn trực tuyến từ người không quen biết. Các đối tượng gửi lời mời kết bạn qua mạng xã hội, mạng internet hoặc thậm chí qua điện thoại. Thì cái kết bạn này thì thường các đối tượng đưa ra những cái thông tin rất là hấp dẫn, đấy, đúng cái tâm lý, cái nhu cầu của họ. Thì họ đã tham gia vào cái đó.
từ tham gia ban đầu thì đối tượng khai thác sâu về các thông tin cá nhân và từng bước tạo ra một cái niềm tin, có thể cả tình cảm, những yêu thương, kể cả là tạo việc làm, vân vân. Từ khi đã tạo tin một quan hệ đó thì các đối tượng dẫn dắt tiếp theo vào những cái hoạt động khác như là đầu tư làm ăn, vay vốn, hoặc là trong giải quyết vấn đề nợ nần, hoặc là cái gì đó, nó kết hợp rất nhiều yếu tố vào. Theo các chuyên gia, 90% các cuộc tấn công lừa đảo thường đánh vào lòng tin của người tiêu dùng, đặc biệt là người dùng thiếu kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng. Vì vậy, Trung tâm Giám sát An toàn Thông tin mạng quốc gia đã kiến nghị người dùng 3 nguyên tắc vàng. Nguyên tắc đầu tiên đó là hãy chậm lại. Những kẻ lừa đảo thường tạo ra cảm giác cấp bách để chúng có thể vượt qua khả năng nhận định của bạn. Bạn cần phải dành thời gian suy nghĩ thật kỹ và đặt câu hỏi, tìm hiểu nội dung, thông tin để tránh dồn vào tình huống xấu. Nguyên tắc thứ hai đó là kiểm tra tại chỗ, tìm hiểu thêm để xác định thông tin bạn đang nhận được. Nếu bạn nhận được một cuộc gọi không mong muốn thì hãy tra cứu số ngân hàng, cơ quan hoặc tổ chức đang gọi đến và liên hệ lại trực tiếp. Nguyên tắc thứ ba đó là dừng lại, không gửi. Nếu bạn cảm thấy giao dịch không đáng tin cậy, hãy dừng lại vì đó có thể đây là dấu hiệu lừa đảo. Bên cạnh đó, người dân có thể cập nhật thông tin về những dấu hiệu nhận biết lừa đảo mới trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc kênh TikTok, cổng không gian mạng quốc gia và TikTok chống lừa đảo để phòng tránh và tự bảo vệ mình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Thế giới phòng chống mua bán người, bắt đầu từ năm 2013. Hàng năm vào ngày 30 tháng 7 được lấy như một cột mốc để thế giới quan sát, nhìn nhận về tình hình mua bán người, qua đó nâng cao nhận thức về tình hình của các nạn nhân nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền của họ. Từ năm 2016, Việt Nam đã lấy ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Và trong những năm qua thì tình hình hoạt động tội phạm mua bán người trên thế giới và trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp với tính chất, phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do vậy, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về sự nguy hại, hệ lụy cũng như phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người là hết sức cần thiết. Đã hơn 6 tháng trôi qua, nhưng người phụ nữ này vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại hành trình thoát khỏi hang ổ của bọn buôn người. Năm 2020, do đang thất nghiệp, chị đã lên các trang mạng xã hội để tìm kiếm việc làm, thì quen biết với một phụ nữ sống tại thành phố Cần Thơ, hứa sẽ đưa chị sang Trung Quốc đi làm tại công ty sữa chua với mức lương 18 triệu đồng một tháng. Hải lại tiếp tục bắt em làm đi tiếp khách, nhưng mà sau đó em không đồng ý và em trốn. Tối hôm đó em bị là Hải với lại cùng một số người bắt lại, trong đó có Hậu và em của Hậu bắt lại, rồi đưa em về một cái lô cốt là em không biết chỗ nào và đánh đập, yêu cầu là gia đình em gửi lại qua số tiền là 35 triệu. Khi mà nhận đủ số tiền 35 triệu thì Hải đã kêu xe thả em đi. Còn đối với người phụ nữ này thì tấm bi kịch của cuộc hôn nhân ngoại quốc càng oan trái hơn khi hai lần rơi vào hang ổ của bọn buôn người. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi được một người phụ nữ tại Bạc Liêu hứa mai mối gả chồng Trung Quốc thì chị đã đồng ý với mong muốn có thể giúp gia đình vượt qua cảnh khốn cùng. Vài ngày sau vượt biên sang tỉnh Hà Nam Trung Quốc thì các đối tượng bán chị cho một người đàn ông để lấy làm vợ. Sau khi bỏ trốn thì tiếp tục bị nhóm đối tượng bắt lại và bán cho một người đàn ông Trung Quốc khác. Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua, ngày 29 tháng 7, khoảng 30.000 khán giả đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình để đón xem nhóm nhạc Blackpink đến từ Hàn Quốc chiêu đãi bằng bữa tiệc âm nhạc và vũ đạo rất ấn tượng. Để đảm bảo an toàn vào thời điểm trước, trong và sau đêm diễn, đều có chiến sĩ công an phối hợp với công ty tổ chức sự kiện để hướng dẫn các luồng tuyến đi vào khu vực soát vé, sau đó đến khu vực kiểm tra an ninh. Tại bên trong và khán đài, lực lượng công an cũng phân chia cán bộ chiến sĩ với khoảng cách mật độ phù hợp, đa dạng các lực lượng, công khai và hóa trang để đảm bảo an ninh trật tự tốt nhất. Khu vực vòng ngoài, lực lượng cảnh sát giao thông đã xây dựng các phương án phân làn, phân luồng, chống ùn tắc từ sớm từ xa. Theo dự tính thì ngày đêm ngày hôm nay, nhóm nhạc Blackpink sẽ tiếp tục đêm diễn thứ hai tại sân vận động Mỹ Đình. Một thông tin đáng chú ý khác, lãnh đạo tỉnh Hà Nam vừa đến thăm hỏi động viên và trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho đồng chí thượng sĩ Nguyễn Văn Sĩ, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hà Nam.
Trước đó vào khoảng 3 giờ 40 phút sáng ngày 24 tháng 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo cháy tại số nhà 20, đường Châu Cầu, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý. Mặc dù đám cháy đã bao trùm tầng 1 và đang cháy lan lên tầng 2, với tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm, cán bộ chiến sĩ lực lượng chữa cháy, đặc biệt là Thượng sĩ Nguyễn Văn Sĩ đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, dũng cảm lao vào đám cháy và kịp thời cứu được 6 người. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân, đặc biệt là tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra nếu có liên quan đến sự cố cao tốc Phan Thiết Dầu Dây bị ngập sâu. Trước đó vào sáng ngày 28 tháng 7, tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đoạn qua xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận bị ngập cục bộ gây gián đoạn giao thông. Nguyên nhân sơ bộ do mưa lớn kéo dài nhiều giờ với cường độ lớn, nước đã không thoát kịp.